Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bên Quốc Việt Nam. Trong video này, mình sẽ cập nhật một số tin tức về Bên network như sau. Tin thứ nhất đó là số lượng bi được di chuyển sang mainnet tăng vọt. Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có hơn 1 tỷ 721 triệu bi đã được di chuyển sang mainnet và số bi được khố lại để tăng tốc độ khai thác là 1 tỷ 287 triệu bi. Từ đó ta có thể suy ra số bi đang tồn tại trên thị trường rơi vào khoảng 434 triệu bi tức là chỉ khoảng hơn 0,4% so với tổng cung 100 tỷ của B Network. Và với 100 tỷ B và tốc độ khai thác như hiện tại, cùng với cơ chế giảm tốc độ khai thác hàng tháng, thì vài trăm năm nữa con người trên trái đất này cũng chưa khai thác hết được B Network. Cho nên những ai hiện tại chưa khai thác B Network thì các bạn cứ việc bắt đầu khai thác, vì bắt đầu ở thời điểm hiện tại là bạn đã hơn vài tỷ người trên thế giới này rồi. Và tin tức thứ hai đó là một Mobi đã định nghĩa về dự án dài hạn là như thế nào. Một Barney đã cho rằng anh ta có thể chờ đợi sự thành công của B Network. Cho dù dự án có kéo dài tới hơn 10 năm, thì một Mobi đã thông tin lại rằng thông thường một dự án dài hạn là một dự án kéo dài từ 4 cho đến 6 năm. Và 6 năm là giới hạn trên cùng của một dự án, tức là 6 năm là thời gian lâu nhất mà B Network có thể kéo dài trước khi mainnet mở. Còn ngày 14 tháng 3 sắp tới là dự án Bay Network trộn 4 năm Và nếu ngày bay đây 14 tháng 3 sắp tới Bay Network vẫn chưa may nếp mở Thì các bạn cũng đừng quá ngạc nhiên Vì dự án có thể kéo dài thêm trong tương lai Để hoàn thiện hệ sinh thái trước khi được may nếp mở Nhưng chúng ta vẫn phải chờ đợi tín hiệu tích cực từ bcoin vào ngày 14 tháng 3 này Và đến thời điểm hiện tại đã có rất nhiều người dần mất kiên nhẫn với Bay Network Và hiện tại bcoin đang tổ chức lấy ý kiến của tất cả các Pioneer về các dự án tham gia vào cuộc thi hackathon vừa mới diễn ra và bạn có thể vào đây để bình chọn cho những ứng dụng mà bạn cho nó là có tiềm năng mang lại sự phát triển trong hệ sinh thái của nước Network. Và theo Bay công bố thì đã có tới 360 ứng dụng đã nộp hồ sơ đầy đủ cho Bay và trong đó đã có nhiều dự án đến từ Việt Nam và những nước khác trên thế giới mà nhiều nhất không ai khác đó chính là Trung Quốc. Các ứng dụng của Trung Quốc luôn chiếm số đông. Như các bạn đã biết thì tại Trung Quốc Bitcoin không được phép hoạt động cho nên người Trung Quốc rất kỳ vọng vào nước Network. Cho nên Trung Quốc lúc nào cũng đi tiên phong trong các hoạt động của Bay Network là một việc dễ hiểu. Và mình khuyên các bạn là hiện tại chúng ta không nên chờ ngày 14 tháng 3 mà chúng ta nên tập trung vào việc làm thế nào để kiếm thật nhiều bi càng nhiều càng tốt nhiều nhất có thể trước khi mà mạng chính có thể diễn ra. Vì kiếm bi ở thời điểm hiện tại sẽ dễ hơn rất nhiều so với khi mạng chính mở ra. Vì khi ấy giá trị của bi đã được hiện hữu thì nhiều người sẽ thấy được giá trị của nó và đổ xô vào để mà đào bi. Và lúc đó chúng ta khai thác một tháng cũng chưa chắc được một bi. Cho nên thay vì chờ đợi ngày 14 tháng 3 để được may nếp mở thì chúng ta nên kiếm thật nhiều bi ở thời điểm hiện tại. Và tiếp theo đó là mình sẽ cập nhật thông tin mà ngồi lề một chút về cái đồng Omega Network. Đến hiện tại thì nó đã được cập nhật trên trang coigecko.com. Đây là một trang về cập nhật giá và thông tin tất cả các đồng coi nổi tiếng trên thế giới. Với động thái này thì việc Omega Network sẽ sớm được list trên các sàn giao dịch lớn là một việc không xa. Và cho đến thời điểm hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác Omega Network thì các bạn hãy tạo ngay tài khoản cho mình để mà khai thác Omega Network. Đường link để mà tạo tài khoản khai thác Omega Network mình sẽ để bên dưới phần bình luận của video. Các bạn có thể click vào để mà tạo tài khoản khai thác nhé. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.